Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố, thì khoảng 12 giờ 20 phút trưa nay, tại số nhà 16 ngõ 58 Trần Bình thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, đã xảy ra vụ cháy kho quần áo. Do là các vật dụng dễ bắt cháy nên đám cháy lan nhanh, lửa lớn. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận đã có mặt cùng người dân tiến hành dập tắt đám cháy. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ nguyên nhân.